Very good morning, students, and today we are going to talk about clauses. Before we are going to talk about clauses into details, let's answer the two questions. What is a clause? How many types of clauses are there? Chúng ta đây bốn bốn thằng này dùng những dây âm bì clauses đã bị sạc mà dùng thà lập ba. Ta lập ba không bị sạc ông lấy chiều vậy. Hỏi ta miền lập ba còn má nên không bị sạc ông lấy. Chúng ta dùng tăng bằng video đi tầng học này. Chúng ta dùng nụ tìm mùi dùng cứ what is a clause? So a clause is a group of related words containing a subject and a verb. Chúng là bác không phải sao ông lấy cứ miền ạc tình ấy thá chìa cọng bế đà miền dàng hỏi ná và thiền mũi hai nâng kệ giả sạm mùi bác và thiền nâng. Được chứ này dương mà mở thì hốt nó mây ở dô càng tới chứ bác. Tìm mũi, she seems happy. Chúng đi cứ chưa là bác tìm mũi bởi dưới ngờ lối dương mở ta thiệt chẳng ọt nâng miền đô dù mà này đẹp cái state đi khẳng lơ này rồi ọt. Ta về miền subject, miền vơ mũi nâng ọt. Chẳng subject cứ she và toàn mà tiết cứ verb. Chẳng verb dưỡng cứ vậy seems. Được chứ này vì miền subject verb chẳng cứ vì chỉ clause mùi. So number two, when they feel tired. Lâu dưỡng một lô bởi dụng thì biết ta về miền group lạc nạc đôi chỉ dùng mà này dưỡng hai rồi nữ. Subject they feel chứ kẻ là giả sạp. Chẳng hẳn nâng có chí clause đài. Được chứ này. Sau đó sẽ có đây một biệt thà là bác không phải sao ông lễ cứ trông miên subject mùi hay nâng kẹt là giả sạp mùi. Ok, nó xôn dương mà mùi thịp đầm bày ở nghề xu trong trăm thà tá dương mùi cả lại ngã đầm bày xâm khó thà với chiếc clause thịp bỏ dương cứ a clause always contains at least one verb. Chân này cứ chia special tip bỏ dương đầm bày trong trăm thà ta dương mưu từ cả lại nà đâm bay xâm co thà trong biện nắng cư chứa clause rồi cô chưa lập bà chẳng không đi kia thà cư dàng hỏi ná cư miên kẹo giả sạc mùi cư dường chặt tục với chứa clause. Ok, lão dương từ mục tiết đâm bay sạc xa ông bì thiệt xâm khăn là một clause bằng thám cơ đồ chứa sạc xa ông bì prepared này clauses nó không bị sao ông lệ. Types of clauses chúng propane này clause nó không phải sao anh lệ cứ miền pì thông thống tìm mũi dừng ở chỗ thà independent clause rứ có dừng hào thà IC này cứ chưa từng rộng cặp nó không ca hào chỗ independent clause. Ok, chúng ta independent clause nó chưa vậy chúng ta vậy tới cứ chưa independent clause này cứ chưa được dùng mình ấy. Independent clause can stand alone by itself and still make sense. Chẳng áp tầm này rùm rồi bỏ ai xì dương này cứ bằng này thá vì cứ chưa bộp hết là ba để ai cho nó mà này ai bàn đòi miền này bênh lệnh miền này thá dương bằng trâu cá bởi dốt đọt tấy rưu cơ clause đọt tấy tiết một bằng bênh này ở việt tế. Chúng ta lấy dương một mươi thì họ dương táo về đại viên ông này ai nó dương miền anh ta này bình lĩnh đại dương ai cho bàn tay được tệ. Pass me the book. Chúng ta ní cư trên independent clause rưu cơ ai xì rù ấy về miền anh ta này cục còn đại dương ai cho bàn. Chúng ta liên đi in after subject. Subject cứ you của dương riêng mê riêng bốn hai chạy tôi tên là simple subjects hay là predicate ní cư trên prepared và dương imperative. Chẳng thử chán subject cứ always you and it is always understood by the speaker. Tập hiện viết cứ trọng băng vô rồi thả dương mạch đặng màu tê. Ví dụ tí she follows me. Niếng tam khá nhầm. Chẳng thử dụ nâng co chi ai xì đáy pro vi miên áp tình lý cực gòn. Ví dụ ní cứ dương miên subject, verb hay nâng object. Which is simple sentence. Simple sentence is a clause too, ok? Ví dụ tí bấy, we like her. Cô dưỡng cho chật niềm. Chẳng bây giờ cô chỉ ai xì đài vì ai cho nó mà này ai bàn cái nhé. Nhưng mình trâu ca bây giờ nó tới tiết một bóng bánh này ở việt tế về chỉ clear chứ bò. Ok, lâu dưỡng tôi sắc xa ảm bí bộ phép clock tí bì cứ dependent clause rứ cô dưỡng sẽ xe cắt DC nhé. Mỗi đi ai xì mỗi đi cứ DC chẳng xì được kìa. Còn là đầu ai một đi
Chúng ta sẽ tới DC rồi gọi dependent clause. Here it is. Dependent clause is a clause that cannot stand by itself and needs IC to complete the meaning. Miền này thá, DC cứ chỉ clear or not. Đã mình ai chôn đâu mình ai bàn. Hãy bởi trong cá clear cho con đại dương ao chú thạc. I see nè, một bẩm bệnh này viết đầm bay ở miền ấp này bình lĩnh để dùng ai cho bàn. À lâu dùng một mở thì họ whenever I go, nhé. Chẳng ní chỉ clear or not, rồi có dependent clause where on I cho mình này ai bàn ấy. À lâu dùng mở ấp này wherever I go, group ti cái lại này khiêm từ. Chẳng dùng sắp mà này, ấp bàn đấy của ấp chỗ. Ấp đang thay group ti cái lại này khiêm từ nó cứ giảm mạnh. Dùng on I cho bàn thì chúng ta chia DC thì họ tìm ví which is on the table mùi ní cô chia DC đáy thì bố ấy dương mình ai cho này về bàn này nè mùi nó lợi tập ấy. Mùi nó lợi tập nó cứ à vầy cứ dương ắt dô ắt tần này về ắt miên ắt tần này bình lệnh dương trâu cá clear cho bóng mọc bằng bình này ở việc tỏ à lâu dương mơ thì họ tìm bấy trong rối because she is charming. Vì bố tài quạt sát, chắc dương sẽ đặt bàn đấy, ạc bàn tê ạc tần này năng. Bố tài quạt sát chẳng mạch. Hạt ấy bàn vì bố tài quạt sát, chắc dương ạc ai sẽ đặt cái dụng năng bán rồi gọi ai cho ạc tần này vì bình lĩnh bán ấy thả kê cho người dây dùng tìa vầy. Chẳng bộ phép cái dụng chẳng mạch đi hai cứ kê ạc chung một thá dependent clauses. Rồi gọi DC, ok? Tạo bằng to tiết, chắc chẳng nói bị xe rồi bó. DC đi cứ copy IC. Chúng DC về bài chạy clause về bài phép tôi xem tiền. Ta clause tình ổn nụ miền ở vầy khá, dường mơ tình ổn nề. Tì mũi dường ổn chung một thá, noun clauses. Hãy dường nâng sắc xa bìa thì họ đọc noun clauses bằng tình tiền. Ta noun clauses nâng về dường mạch. Tì bí, adjective clauses. Ní cư chìa bài phép clause tì bí để thắt nọc nóng dependent clause. Hai dương có sắc xa ảm bìa tì hò viên về bệnh tình tiết đáy. Lọt trong cái cứ adverb clauses. Lâu dương mà mơ tì hò mùi mùi rồi bỏ clause đang bay nâng. Đang ọc nì. Tì mùi dương mà mơ bỏ tì hò ảm bìa noun clauses. Ta đang bay dọc xe noun clause bán ta dương thờ miền thiệp xong ảnh lạc. Lâu dương mà mơ tì hò ảm bìa ta dương mà mơ bỏ dọc DC đang bay nít. Dương mà không bán cho mùi đang IC đang bay nít. Dương bán từ trên noun clause bật hết ná. Rồi dương mơ tì hò ảm lâu dương combine nó tìm mũi dương vô combine ví dụ lơ kế she follows me wherever I go chẳng ví dụ này cứ trên noun clause dương combine mau pí ví dụ tìm pí rồi bỏ IC hay nâng ví dụ tìm mũi rồi bỏ DC bây giờ việc combine cho cái việc bằng cả ban tôi chia clause mũi tiết đại dương ở chỗ thác noun clause hai noun clause nâng dương nâng liên lụm up no with all crowd. Lâu nít dương còn chặt đăng tiêu thì họ có thà noun clause nóng về miền rụp riêng chẳng mạch bàn hài. Ok? Tỏ, thì họ thì bí cứ adjective clause. Pass me the book which is on the table. Hắc sắp hâu lơ tóc nước mạng. Chẳng tập hết clause thì bí đại dương combine nhằm bí IC nâng DC ní cứ adjective clause. Thế nhé, cứ xa rùa lấy, miền này có bán. Hai dương có sắc xa lập bắt chạy tôi nâng adjective clauses nâng nâu mê riêng cao với đài. Rồi ấy vì miền bằng hạn chờ ấn thấu nâng dây chạy tôi nâng clause đang bay nè. Ok, à lâu thì họ trong cái cứ adverb clause. We like her because she is charming. Phụ dương cho chặt niếng vì bố ấy có sạc. Chẳng phụ dụ nâng dương vô phụ dụ nè trong cái rồi bỏ IC mà không bán phụ dụ trong cái rồi bỏ DC. Dương bán tàu chia adverb clause. Dương có sắc xa lùm ách để tôi nâng adverb clauses nâng mê riêng cao với đài. Chẳng dương trâu trong trăm tha bà sân chỉ dương để dây ẩm bí prophet này clauses nâng nông phí xa ẩn lễ cứ viên miền bì thông thông IC and DC. Thái DC nít việc bàn trai cho prophet clause tôi bay thèm tiền để dương miền đối chía noun clauses, adjective clauses and adverb clauses. Lâu dương mà mở ca ăn ở vật thì mùi đại dương trâu tại xoay rốt subject hay nâng kệ nhật sạc. Chắc instruction bà dương cứ underline these subjects once and these verbs twice. Chân kê ai cung vật tốt bị kram bỏ thiến mùi hay bị kram kệ nhật sạc bì vật tốt. Lâu dương mở thì họ tìm mùi càng ọc nế.
Pisai loves eating apple that she grows. Pisai kot cho chấp nhằm lại bom lại kot đăng lùn ai. Ở dương mớ, dương ta biện năng chỉ subject. Pisai. So what is the verb? Loves eating. Chúng khăn ông phải dụng này cứ vì miền cây giả sạp bì. Chúng dương cư vô trong ọ. Vì miền chúng ta chưa verb phrase. Hay dương đừng dây lùng ạch tạo nâng verb phrase nông biết ổ kram. Okay, chẳng miền subject ai xây chỉ đến miền she. She is the pronoun that replaces a subject here beside. Verb is grows. À lâu cư nông miền lùng hạt mùi đỏ pram ý cư chìa cách ca đại dương trâu chùm lón thay chùi luôn ai. Nóng nắng cư dương xoay rộng subject đại cư bần tọt bị kram mùi được chân ế. Hai kẻ giả sáp dương thờ cư bần tọt bị kram kẻ giả sáp. Hai kẻ giả sáp đang tiết sót vì ai miên chặt bị bì làm tàu dương thờ cư vô cần bì của viết chương verb phrase. Okay, so now let's go to the next practice, which is about IC and EC identification. Chúng lùm hai bà tọt này cư dương thờ xoay rộng và hết bởi dụng chẳng bì để dụng mà điên mà nhấn cứ independent clauses nâng dependent clauses. Chúng ta không lùm hẳn ít kia ao dương rô clear chứ bóng nâng clear rõ nọt đào sở xe thai ai xí nâng không chân lọt ní bà dương cất thai bởi dụng ní cứ chia independent clause hai sở xe đi xí nâng chân lọt ní đá bà sân chừng cất thai bởi dụng ní cứ chia dependent clause. So now let's start doing it all together. Number one, I borrowed an old bathing suit from a friend. Chúng ví dụ thì mỗi miền này tha nhóm ban chạy khẩu ao hạ tất tìm mật thẹt mà nè. Lâu dương mớ ta ví dụ nâng chi independent clause rồi có chi dependent clause. Chúng môn nâng dương mớ bán dương thở xoay rốt subject. Subject is I here. Verb is borrowed. Ây tiết. Object cư nè. Chắc bình thầu. Chúng dương cân mớ ta ví dụ nâng viên miền ăn tầng này bình linh để ai sẽ đáp án ớt. Cứ ví dụ nó cứ ở miền bằng hải tề dương ai sẽ đáp hái dồn bàn. Chẳng bà xong là dương ai sẽ đáp hái dồn bán. Ví dụ nó cứ chỉ clear cho bọn or I see. Ok, independent clause. Dương ở thờ ca DC mà chùa gì. Number two, because I had forgotten to bring my own bathing suit. Chẳng cái này ní cứ người ta bị bố thì khi nhóm plek vô khỏi ao hạ tật mô. Lấy dương mơ mở tay vì miền ăn tầm này bình linh để ai chôn này bàn tế cứ ọt tề bà sân chữ ọt một chân tập hết clause nâng cư chế tí xì. Ok, number three, while he was waiting for his mom. Lấy dương việc kịp dụng đi khả nạp bê để gót cầm bông để rồng trăm mạng ra bà con tỏ dương sạp bàn ấy lấy nâng khả nạp bê để gót cầm bông để rồng trăm mạng con nâng sạp bạc bàn tề vì chế tí xì again vì trâu cá ai xì bóc chùi. Number four, my friends were waiting for me to join them. Ví dụ tìm bốn người này tha mất rồi bọc nhắm cầm bông tiểu rung trang nhắm nằm bay cho rốm cho mũi bụi kê. Chẳng như mở ví dụ nâng cao miên ác tầng này bình lên để ai cho mình ai bàn ấy. Ok, bàn chẳng ví dụ nâng cư chía independent clause. I see. Number five, when suddenly they stopped talking and looked away. Chẳng như mở ví dụ tương khái cứ đi xì pro ấy dương ăn ai chụp về mình này bàn tề ăn miên ăn tận này bình lên tề trong khi nói tips đại dương ai bàn chai đi xì rồi ai xì bàn nghề xuống dương mơ tiện nè link khờ rồi có còn trang thư adverbs hai còn trang thư adverbs nắng về miền tràm trong dương đừng liên vì còn trang thư adverbs nó phải đại dương liên tập hết clause đang bay hàng mục mình nắng cứ miền nào clause adjective clause nắng adverb clause dương đừng liên làm vì tập hết đó nắng ở bàn chụp bàn đẹp mắt nè. Chẳng dừng thử chăm thay ở tầm miền tập hết bụi nắng cứ vía đi xì, vía cứ chia dependent clauses. So this is just a click and a piece of cake to do it, right? Okay, so next. So the next task is identifying IC and DC again. But this time it is your turn to identify those clauses. So I think this exercise is quite easy as well and you can do it by yourself. And the next topic is about, can you guess? Adjective clauses. Chẳng topic cao ý dương nâng riêng ẩm bí adjective clauses lùm ạch. Ta sẽ ở vầy tới cư chìa adjective clauses. Cả bà về dần ná, hay rụp riêng về dần ná,
អញ្ចឹងសូមរងចាំតាមដានវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីបានវីដេអូមេរៀនថ្មីថ្មីពី channel នេះគឺយើងត្រូវចុច subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀត So thanks for watching. Good luck and goodbye.